Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn chiếc loa với tên model là 12X2. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc loa này để xem là nó có xứng đáng với cái mức giá mà các bạn phải bỏ ra không. Sẽ giống Easydub con 12F3 hay là 15D3 vậy về thiết kế bên ngoài. Vỏ hỗ sơn chống tê chống thấm, mặt lưới này thép sơn tĩnh điện, vẫn rất là chắc chắn. Con này sẽ hai đầu tiếng các bạn nhá. Bát ba tấc ở đây và loa trap còi sẽ ở bên trên. Con này sẽ có chiều dài là 35cm, chiều rộng là 34 và cao là 62 tính cả bánh xe. Trọng lượng của nó sẽ là 16 cân. Đầu tiên sẽ công tắc nguồn này, trên cùng DC on, cổng cắm ắc quy này, cổng nguồn này, cổng 6mm cắm mic hoặc là guitar ngoài này. Đây là mic pre. Con này sẽ chỉ có hai chế độ là sử dụng của Bose hoặc là sử dụng Bluetooth. Phản ứng thì cũng khá nhanh. Đó. Hai nút tua dừng và tiếp tục phát, nút ghi âm, repeat lại bài hát và turn off voice. Đó. Hỗ trợ thêm cả cổng cắm USB cũng như là khe cắm thẻ nhớ, cổng Bose. Trên là vào, dưới là ra. Trên cùng lại là guitar voice. Các bạn không cắm guitar thì cũng coi như bỏ luôn, không sử dụng đến. Dưới cùng này sẽ là âm lượng tổng của nhạc, bass và treble. Bass treble của nhạc, sơn màu trắng. Tất cả những phần này sẽ là phần của mic voice này, âm lượng tổng của mic, mic treble, mic bass, echo và delay. Echo là vừa nhái vừa vang và delay là hỗ trợ cho độ dài ngắn của echo. Thì cái repeat đã tích hợp sẵn trong phần echo rồi. Repeat là số lượng của echo đấy. Và về hướng dẫn sao mà set cho hay thì cơ bản sẽ là như này. Khi mà các bạn mua hàng, bên đội ngũ kỹ thuật bọn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách set nhạc và mic từ A đến Z sao cho hay. Mic quay lên tiếng rất là tuyệt vời, bass treble nghe rất là rõ ràng, thực sự là phải loài. Echo cũng rất là tốt, vang rất xa, không hề bị ré rít nếu như các bạn cài đặt đúng cách. Và âm lượng rất là lớn nha. Nhạc của con này nghe cực kỳ to, quánh cực kỳ lực và chắc. Cả phần bass lẫn treble, bass rất tròn tiếng, treble rất thanh. Quá là phê. Các bạn có thể tham khảo trên kênh Shopee của Đại Phát Vĩnh Lộc, tên là Đại Phát Mobile Official Store, hoặc trên Lazada. Đó, link mình sẽ để dưới phần mô tả. Bảo hành vẫn sẽ là bộ loa 12 tháng, pin 6 tháng và một đổi 115 ngày nếu như có lỗi của nhà sản xuất. Hỗ trợ chăm sóc khách hàng cũng như là chăm sóc bảo hành sẽ được hỗ trợ trực tiếp tại 3 tỉnh thành là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An. Với những tỉnh thành khác sẽ hỗ trợ qua các trang mạng xã hội như là Facebook hoặc là Zalo. Ok. Vậy thì video này cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nhớ like và subscribe cho kênh.